Xin chào tất cả các bác và các anh em. Chú em ở Thanh Hóa thì trước đây đã gửi cho em chiếc vang số của hãng DB, modem là S500B. Và khi mà nhận chiếc vang này thì chú này có cảm nhận như thế này. Thì trên dòng vang số này thì em làm 8 chế độ cho chú này sử dụng. Thế thì một cái vấn đề là rất đơn giản là khi các bác anh em vận hành một cái hệ thống karaoke như thế này. Lần trước chú này thì không gửi mic cho em, nhưng lần này thì chú ấy là gửi cái bộ mic này cho em này. Cái bộ mic có cái tên là Sa-i-lem IC-2000. Một cái vấn đề rất đơn giản là cái vấn đề mà volume ở trên đầu thu mic. Volume trên đầu thu mic, khi em nhận bộ mic này ấy, thì là chú này đang để với cái volume là 28. Volume ở trên đầu thu 28 thì em vẫn chia sẻ với anh em ấy, khi mà sử dụng cái dòng mic Beyer, đây là dòng mic Beyer, thì khi mà sử dụng dòng mic Beyer ấy thì tối đa thì là như vậy là 31, nhưng con số đẹp nhất là từ 22 đến 24 nhá. Cho nên là tại sao mà chú nói rằng là hơi bị vỡ tiếng, và chú này có đề nghị rằng là cái độ lớn của cái mic đầu vào thì để 90. Đây chú này có nói chuyện là để 90. Thế thì một cái nó như thế này, em chia sẻ luôn các anh em ấy, cái độ lớn của cái mic đầu vào nó rất quan trọng nhá. Độ lớn đầu vào và cái độ lớn đầu ra. Như em chia sẻ các anh em về cái dòng Siso như là T3 1.4.4 ấy, là cái độ lớn đầu vào ấy là chỉ thay đổi có 0.1 dB. Khi mà làm Siso T3 1.4.4 thì cái độ lớn đầu vào là thay đổi có 0.1 dB. Còn đối cụ thể trên chiếc vang số DBS500B này ấy, thì cái độ lớn này thì để 100 thì đẹp hơn nhá. Đây là một cái chế độ gọi là chế độ dày tiếng này. Theo đề nghị của chú này thì có thay đổi lại các chế độ. Thì chế độ dày tiếng, sáng tiếng, nhiều gì vọt, dễ hát, nhiều bát chép. Thế thì bây giờ cái chế độ dày tiếng này nhá, thì em có thay đổi những cái mục sau. Bởi nó phải chia sẻ với các anh em khi mà vận hành hệ thống karaoke. Em chia sẻ rất nhiều ở trong quá trình các anh em gửi mic đến cho em căn chỉnh, đặt cái độ lớn của volume, cũng như là cái độ dốc hoặc là nhiều cái đặc tính ở trên mic nữa. Không phải là cái việc mà như vậy chúng ta thích lớn, chúng ta vặn để cái volume ở trên đầu thu lớn thì nó dễ dùng đâu, mà nó có tầm. Cũng tương đồng với cái việc mà như vậy là ở trên vang số thì cái độ lớn của mic thì bây giờ đang để là như vậy, là ví dụ như này nhá. Em ví dụ luôn để cho các anh em có thể nắm được này. Không có nhiều khi các anh em không nắm được thì kể là nó khó. Nó không nói, ví dụ luôn cho các anh em. Còn để cho nó dày tiếng ấy thì có nhiều cách để cho nó dày tiếng. Nhưng để cho nó đẹp tiếng ấy thì đòi hỏi cái sự thẩm âm nhá. Đẹp tiếng thì đòi hỏi sự thẩm âm, còn dày tiếng thì nó dễ thôi. Bây giờ các anh em sẽ thấy được rằng là khi mà thay đổi nhá. Khi thay đổi thì nó như thế nào. Thì hiện giờ nó đang để cái độ lớn là 100. Lần trước em để 100. Để 100 này. Thế bây giờ là thử mic này. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6. Bây giờ sẽ giảm này. 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Hiện giờ là đang để 90 nhá. Thì không đẹp nhá, không đẹp. Chú này là nói chuyện là vỡ tiếng, bởi vì chú này là để cái độ lớn trên đầu thu là lớn hơn so bình thường, tối đa là 31 nhưng để 28. Nhưng thực tế mà nói để đẹp âm ở trên đầu thu ấy thì như vậy là 22 cho đến 24 nhá. 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Một cái rất đơn giản thế này nhá, các bác thấy không? Bởi vì là khi vận hành ấy là các anh em như vậy là không nắm được là cái volume trên đầu thu. Còn để cho nó dày mic ấy thì có thể là cắt thấp cái tần số này xuống nhá. Giả dụ như để 80 chẳng hạn này, 80. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 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
thì rõ ràng khi chúng ta cắt thấp cái tần số cắt thấp của mic này thì nó sẽ dày tiếng hơn nhá. 1 2 6 1 2 1 2 1 2 6. Nhưng cái này nó có tầm nhá. Cắt thấp này nó có tầm chứ không phải là như vậy chúng ta cắt có thể đại đại được đâu, mà đây là tầm có thể là 60.1 là đẹp nhá. 60.1 hoặc phần main. Phần main có thể là chúng ta cắt lùi xuống nhá. Rồi chúng ta có thể là cắt lùi xuống. Cắt lùi xuống là được. Thế bây giờ như vậy là bây giờ sẽ thử lại này. Và một điều nó như thế này nhá, dòng vang số này muốn lưu được ấy thì em chia sẻ luôn như thế này này. Muốn lưu được ấy. Muốn lưu được thì chúng ta phải đánh 1 2 4 5 6 ở đây nhá. 1 1 2 3 4 5 6 này. Xong ấn ok này. Ấn ok. Sau đó chúng ta tích vào cái mục admin nhá thì chúng ta mới lưu được. Chúng ta mới lưu mới gọi được nhá. Thì ví dụ như là vừa rồi em ví dụ là phần mic này. Chúng ta muốn dày tiếng chúng ta có thể là lùi xuống là tầm trên 60 nhá. Phần main chúng ta có thể lùi xuống một tí nhá. 1 1 2 1 1 2. Thì nhiều cái là nó rất đơn giản nhưng mà các anh em như vậy là không nắm được, cho nên là nhiều khi là rất khó. Và chính vì chiếc vang số này ấy, khi muốn lưu chúng ta phải là đánh mã vào đây và tích vào đây thì cho nên rằng là không thể hỗ trợ chú này được. Và bản thân chú này như vậy là cũng không lưu được sau khi mà chú thay đổi. Còn nếu mà để mà thay đổi ấy, thì như vậy là có thể là cắt lùi cái tần số cắt thấp của phần mic xuống là nó cũng có dày tiếng nhá. Thì đây là một cái mà em vừa thử âm cho chú này chú thấy được. Và vừa là chia sẻ các anh em về cái độ lớn ở trên đầu thu. Độ lớn trên đầu thu một cái rất đơn giản mà khi các anh em vận hành hệ thống thanh các bạn anh em không nắm được là cái độ lớn ở cái đầu thu. Nhiều khi như vậy là chúng ta để cái độ lớn nó quá lớn thì nó gây ra cái hiện tượng là vỡ tiếng nhá.